chiến thắng lịch sử thuộc về đội tuyển Việt Nam. Và ngay lúc này đây chúng tôi đang có mặt tại gia đình thủ môn Văn Toàn để cảm nhận không khí vui mừng của người dân nơi đây trước chiến thắng của trận đấu này. Và bây giờ sẽ là những hình ảnh được ghi tại gia đình của thủ môn Văn Toàn. Kết thúc giải đấu SEA Games 30, U22 Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng lịch sử sau khi có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U22 Indonesia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam, và kỳ tích này đã giúp cho đoàn thể thao Việt Nam nâng tổng số huy chương vàng tại SEA Games năm nay lên con số 98. Cũng chính bởi vậy mà ngay khi trận đấu kết thúc, không khí ăn mừng tại gia đình thủ môn Văn Toàn, làng Hữu Quan, xã Dương Quan diễn ra vô cùng sôi nổi. Trong niềm vui chiến thắng, có cả những giọt nước mắt xúc động, tự hào, nhất là khi quê hương Thủy Nguyên có một người con góp phần vào chiến thắng lịch sử tại chung kết bóng đá nam SEA Games 30, thủ môn Văn Toàn. Ngay từ trước khi diễn ra giải đấu, không khí tại gia đình thủ môn Văn Toàn đã rất náo nhiệt, người dân đến chung vui, cổ vũ rất đông, từ trẻ nhỏ, thanh niên đến người cao tuổi. Mọi người đều tin tưởng rằng với những gì Văn Toàn thể hiện trong trận bán kết gặp Campuchia, thủ môn Văn Toàn sẽ tiếp tục giữ vững khung thành. Không phụ lòng mong đợi, kết thúc hiệp 1, U22 dẫn trước với tỷ số 1-0. Niềm vui vỡ òa ngay sau đó. Rất nhiều doanh nghiệp, người hâm mộ bóng đá, bà con thôn xóm đã thưởng nóng cho gia đình thủ môn Văn Toàn. Niềm vui tiếp tục nhân lên khi Văn Toàn tiếp tục bắt gọn những pha bóng bay về phía khung thành. U22 Indonesia đã không còn cơ hội để giành bàn thắng. Người thân thủ môn Văn Toàn vô cùng xúc động trước chiến thắng của U22 Việt Nam. Tại thì rất là xúc động và nghẹn ngào không thể nói lên được bên đây, vì là tổ cổ vũ cho con mình, nhưng mà vì tất cả cộng chung chung của đội tuyển Việt Nam, chứ không phải là một riêng của con mình, mà cổ vũ cho tất cả đội tuyển Việt Nam hôm nay là đã rất là tốt. Những người hâm mộ đang hô vang Việt Nam vô địch, ăn mừng cho chiến thắng của thầy trò Park Hang-seo và tấm huy chương vàng sau 60 năm chờ đợi. Chiến thắng này sẽ tiếp tục nhân rộng, mở ra những bàn thắng tiếp theo của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Rất vui, rất vui, rất vui, rất là vui. Việt Nam vô